Thượng Đế ra lệnh và bảo tôi làm. Một lần nữa, đồng bào nhớ nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì tôi chính đây, Minh Vương Việt Nam, người mà đồng bào và đất nước Việt Nam thân thương quý mến của chúng ta đã mong đợi hàng nhiều thế kỷ nay. Giờ đây tôi đã lộ diện 100%. Tôi đã cho đồng bào biết rõ ràng. Vì thế, đồng bào hãy mạnh dạn làm việc của mình, việc Minh Vương cũng giống như tôi đang làm, tức là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đó là cách tốt nhất để lập công chuộc tội. Thông báo những tin mừng này và những mặc khải của Cha Trời Giê-xu dạy dỗ. Và tôi sẽ tiếp tục thông báo những mặc khải của Ngài. Đồng bào nhớ ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là học hỏi và thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu. Và nhớ là chỉ có Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu con người mà thôi. Ngoài ra chẳng có một đấng nào khác. Thành ra đồng bào đừng có thắc mắc gì nữa hết. Ai có thắc mắc đó là quyền của người ta. Ai có chối bỏ hồng ân của Cha Trời Giê-xu đó là quyền của người đó. Người đó sẽ mất tất cả trong những ngày tháng năm sắp tới và nhiều đời nhiều kiếp sau này. Thì ráng chịu. Lúc đó là trách móc cắn răng thì đã muộn rồi. Bởi vì sự thật là như thế. Thì quyền quyết định là mỗi cá nhân chúng ta. Một lần nữa, y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt. Và tôi đang mong chờ đồng bào làm một phần của mình. Cùng lúc, tại Việt Nam, mau mắn thu xếp tuyên bố trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi, Minh Vương Việt Nam, y sư thánh giống, làm việc gấp rút cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Tái thiết quê hương xứ sở chúng ta cùng lúc làm việc phụ giúp kêu gọi nhân loại ăn năn sám hối gấp bằng cách là thông báo những tin mừng này và những mặc khải mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đồng bào ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam, hãy chuẩn bị thu xếp gọn gàng để đón tiếp tôi về Việt Nam làm việc. Tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, vua Việt Nam, y sư thánh giống tái thế. Những ai thắc mắc gì thì có dịp chúng ta sẽ gặp nhau, chúng ta sẽ nói chuyện nơi pháp tích. Tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi nào mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép tôi trả lời. Những thắc mắc nào mà đồng bào cần được hỏi về những việc mà tôi đang làm. Đó là việc làm lãnh đạo Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Và đồng thời là đạo trưởng thế giới. Có nghĩa rằng là tất cả các nhà lãnh đạo, các tôn giáo trên thế giới cần nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì tôi chính đây là đạo trưởng thế giới. Có nghĩa rằng là đồng bào biết ở trong một cái nhóm, một tổ chức thì phải có người lãnh đạo. Thì tôi là đạo trưởng thế giới. Tôi có nghĩa rằng là tất cả các nhà lãnh đạo, các tôn giáo trên thế giới cần nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì tôi đang nắm giữ sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng những phép lạ vĩ đại mà Thượng Đế đã tỏ hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra và nhân loại cần làm gì để được cứu rỗi đời này và nhiều đời nhiều kiếp sau này. Một lần nữa, y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt và tôi xin hẹn tái ngộ. Một lần nữa, đồng bào nhớ làm bổn phận của mình, lập công chuộc tội khi mà mình còn có cơ hội. Nhớ phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này cho nhiều người được biết gấp và gửi check hoặc money order về địa chỉ mà tôi đã thông báo. Đây là cách tốt nhất để lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức. Và đây là việc làm quan trọng nhất và vĩ đại và đầy ý nghĩa nhất thời bây giờ so với tất cả những công việc khác. Đây là công việc quan trọng nhất cho đến ngày tận thế cáo chung xảy ra. Và tận thế đã bắt đầu rồi. Từ 9/11 là đã bắt đầu rồi. Và đồng bào sẽ thấy thế giới sẽ càng ngày càng dồn dập kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Chiến tranh, động đất, rồi thiên tai, rồi đủ thứ chuyện. Rồi tội ác, rồi quỷ sa tăng này kia, rồi xảy ra trên quả địa cầu, đủ thứ chuyện hết. Cho đến khi đồng bào nhân loại khiếp sợ
rồi bắt đầu mới bừng tỉnh. Một phần như thế và một phần nhờ cái sự mà hy sinh của những người mà biết ăn năn sám hối và nghe lời tôi hướng dẫn, phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho nhân loại được biết gấp, thì lúc đó nhân loại mới thật sự khiếp sợ sau khi có những cái sự việc mà xảy ra lộn xộn trên khắp quả địa cầu, rồi đủ thứ chuyện tai ương này kia, rồi cái thiên tai, rồi lúc đó rồi nhân loại gộp lại mới nhìn đến, thì ra là những phép lạ này vô cùng vĩ đại và quan trọng và có tầm vóc là quan trọng nhất, bởi vì đây là những phép lạ và những mặc khải để cứu rỗi nhân loại. Thì lúc đó nhân loại người ta mới thật sự ăn năn sám hối. Nhưng mà chúng ta đừng có chờ đến lúc đó xảy ra rồi mới ăn năn sám hối, tôi e rằng trễ quá, tại vì chờ đến lúc đó rồi mới ăn năn sám hối thì cái số người được cứu rỗi sẽ ít lắm, mà cái số người tự hủy diệt sẽ nhiều lắm, và linh hồn của họ sẽ khổ lắm, họ sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng và họ sẽ biến thành quỷ sa tăng một thời gian hàng ngàn năm, và đương nhiên linh hồn của họ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, rồi mặt mày của họ sẽ biến thành những hình ảnh vô cùng xấu xí, kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Đó, đồng bào nhìn kỹ đi, đây là những hình ảnh mà những ai mà thờ ơ vô trách nhiệm á, rồi tự động họ bị bỏ rơi, chính họ bỏ rơi họ đó. Đó, rồi họ sẽ biến thành quỷ sa tăng, ở với quỷ sa tăng, linh hồn của họ lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt đau khổ. Tôi nói đến đây tôi buồn lắm, tôi không muốn thấy ai đau khổ hết. Có đồng bào nhìn kỹ đi. Đó. Rồi quyết định cho tôi. Thôi tôi mệt mỏi lắm rồi. Bữa nay tôi cần được nghỉ ngơi đó. Ôi mệt quá, đừng ơi, con mệt quá. Đồng bào con giàu có dư vật của cái, rồi dư vật thời gian, mà họ lại không làm những việc vĩ đại. Họ cứ tối ngày lo đong đầy những túi tham không đáy. Họ gây thêm tội ác cho chính họ. Rồi họ sẽ chôn vùi linh hồn của họ vào biển khổ. Con nhìn thấy cảnh này con đau buồn, nhưng mà con không biết làm sao. Con kêu gọi họ hoài, con mệt mỏi quá. Thì thôi bây giờ, quý vị, những người nào mà giàu có đó, hung dữ ác độc, hay những người giàu có mà chưa làm bổn phận của mình, thì đây là cơ hội để mà lập công chuộc tội đó. Quý vị tự động biết làm gì. Thì tôi chỉ chúc quý vị thức tỉnh và mau mắn lập công chuộc tội. Còn những ai muốn ước ao được lập công bồi đức thì đây cũng là cơ hội tốt nhất đó để làm việc đó. Rồi sẵn đây tôi cũng nhắc nhở cho tất cả những đồng bào Việt Nam mình, những người mà hiền hòa, đau khổ, nghèo khổ, đói khát bấy lâu nay đó, mong chờ Minh Vương của mình xuất hiện giáng lâm để mà lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và để chung sống với đồng bào ruột thịt của mình đó. Thì bây giờ quý vị biết rồi, tôi đã lộ diện 100% rồi đó, tôi đã xuất hiện rồi đó, tôi chính đây. Y sư Thánh Giống Phù Đổng Thiên Vương tái thế, tôi đã xuất hiện theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng, tôi được giáng lâm một lần nữa để làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, và đương nhiên tôi là Minh Vương Việt Nam, tôi là vua Việt Nam đó, vua phục vụ chứ không phải là vua trợ người khác phục vụ cho mình. Và đồng thời chúng ta còn có một trọng trách kỳ này nữa là chúng ta người Việt Nam có bổn phận đồng hành với tôi để làm việc góp phần phụ cứu nguyên nhân loại gấp bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, và đồng thời cũng như thông báo những mạc khải mới nhất của Thượng Đế cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đồng bào nhớ những ai đồng hành với tôi làm việc này thì những phần thưởng vĩ đại nhất của Thượng Đế sẽ ban cho mỗi chúng ta đầy đủ đời này và đời đời kiếp kiếp sau này. Nhớ những gì tôi thông báo ngày hôm nay, tôi chính đây Y sư Thánh Giống tái thế Minh Vương Việt Nam, tôi là vua Việt Nam. Thành ra đồng bào yên chí, đồng bào hãy đồng hành với tôi để chúng ta cùng nhau làm việc cho nhanh chóng. Một lần nữa, Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Và đây tôi, Y sư Thánh Giống đây. Bây giờ thì cũng hơi lớn tuổi chút rồi, nhưng mà thì cũng vẫn tiếp tục làm việc. Đúng ra theo thời dẫn biểu thì tôi sẽ ra đi khoảng chừng mười mấy năm nữa là tôi sẽ trở về trình diện cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Nhưng mà tôi
Hy vọng cha trời thượng đế toàn năng cho tôi tại thế thêm khoảng chừng hăm mấy ba chục năm nữa để làm công việc vô cùng vĩ đại của thượng đế ban cho, bởi vì tôi cần đồng hành với đồng bào để làm việc chú toàn công việc góp phần cứu nguyên nhân loại. Bởi vì và tôi hy vọng thượng đế cho tôi sống thêm 30 năm nữa khoảng đó được rồi, với đầy đủ sức khỏe. Để kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay, cảnh báo ngày hôm nay, thì tôi đọc một phần sấm điển này cho đồng bào học hỏi thêm. Đồng bào chuẩn bị, tôi cho tôi uống hốc nước và tôi sẽ tiếp theo đọc cái phần sấm điển đó. Bây giờ cho tôi tạm ngưng ở đây nha, rồi đồng bào sẽ được nghe phần sấm điển vô cùng quan trọng.